Em à, đã đến với Nông Cơ Quang Thái à. À, đây anh em, thì hôm nay Quang Thái sẽ review cho anh em xem một cái đầu xịt là phun thuốc hoặc rửa xe nha anh em. Thì cái này tùy xứ, cái mẹ của em máy đây anh em, thì nó sẽ là model, nó sẽ là S38 ha, thương hiệu là Saika anh em. Đầu này là đầu một ngựa anh em, và mình dùng cho nó bền là mình dùng công suất nó là 1,5 kW là hai ngựa, dùng motor hai ngựa nha anh em. Hoặc là mình dùng một cái đầu xịt đầu nổ anh em, 6,5 người ha, 5 người rưỡi 6,5 người đều dùng được, mà 6 người rưỡi thì dùng ngon hơn anh em ha. Thì đây là con nó mới như đang kiện, con Thái mới vui ra để review cho anh em xem. Cái mẫu này là mẫu tì sứ nha anh em, mẫu tì sứ này anh em, anh em sẽ nhìn thấy, dỡ lên sẽ nhìn thấy ở dưới này là tì sứ này anh em ha. Đó, đường kính của cái tì này là 22 mm anh em ha. Đầu này là đầu 1 HB. Đó, thứ hai nữa là mình nhìn trên này là nó không có cái nấm chèm bỏ bò, thì nó là tì sứ nha anh em. Đây thông số của máy đây anh em, dùng power này, dùng nguồn điện là 2 HP nè, 2 HP là 1,5 kW anh em. Thì bên Quang Thái cũng có bán motor nữa, motor toàn phát nữa kết hợp dương này. Đó, đây là cái chỗ mình đổ nhớt cho này anh em. Thì con này mình nói, Quang Thái nói cho anh em biết là mình châm nhớt cho này nè, thì nó tầm đâu đó khoảng tầm 0,6 ml nha anh em, là 0,6 lít anh em, 0,6 lít chính xác hơn. Mình cứ đổ vô trong này là 0,6 lít. Rồi cái thứ hai nữa là mình đổ vô này 0,6 lít, rồi mình quay lại mình nhìn ở sau này mắt nhớt này. Đấy, mắt nhớt mà anh em mình thấy chim nhớt ở đây mà nó còn hột đậu nằm trên này, nó lên tới trên cái này nó còn lại một hột đậu, trong này là chưa có nhớt đâu anh em, mới mà. Đó, nó còn lại hột đậu lên trên này, nó như móng tay vậy, nó chống nó lòn cái khí trên này là nó còn như hột đậu là vừa là ok. Đấy, còn 0,6 cũng là ok rồi. Đấy, thì đây là đầu ra ha, đầu ra này mình xịt thuốc rửa xe đầu ra này. Đây là đầu hút, hút vô thì gai 26 hơn, gai 26 hơn này nè, đầu hút vào ha. Rồi cái này là ống hồi, ống hồi thì gai 20, tầm 20 khoảng kịp anh em xem ống hồi bao nhiêu. Quan Thái cũng án án 20, nó là 21 anh em, nó là 20 nhưng mà kẻ gai là 21. Cái này là 26 hơn ha, cái này là nó theo quy chuẩn rồi, theo quy chuẩn rồi anh em. Đây là ống hồi ha, cái này là áp, thanh áp, thanh áp MF ha anh em ha, thanh áp bầu hơi. Cái này tỷ số nên nó được cái áp tối đen nó cao lắm anh em, tầm 60 kg nha anh em. Đây cho phép 60 kg này. Đấy, còn hơn nữa thì nếu quay mức đỏ thì không nên ha, nếu mình rửa xe thì cỡ 55-60 kg là ok luôn. Còn phun thuốc thì mình hạ xuống thôi, trong mức này phun thuốc thì không cần mạnh lắm anh em ha. Còn rửa xe thì mình toàn tăng lên, cái này nó tì sứ xài bền lắm anh em. Thì con này là công nghệ Nhật, dùng con nó là sản xuất theo công nghệ của Nhật, nhưng mà xuất ra tại Trung Quốc nha anh em. Rồi coi thử cái này còn Thái review này, công ty nhập khẩu thôi, xuất xứ từ bên này, đúng rồi, China này, tại xuất xứ Trung Quốc, xuất xứ Trung Quốc anh em, công nghệ Nhật xuất xứ Trung Quốc. Tua này, Quang Thái quay lại cho anh em thấy cái này rõ hơn nè. Vòng tua cho phép nó là 800 tới 1200 vòng này. Nó cái lực hút nước của nó là từ 14 tới 22 lít trên min trên phút này. Đó, công suất mà đỡ mà vận hành thì con máy này là 2 HP này, 2 kW, 2 kW. 2 kW là nó gần 3 HP thì dùng áp cao. Còn mình dùng phun thuốc thì 1,5 kg. Này dùng khé bền anh em. Này chưa bắt vô thì khi mình bắt vô thì nó như thế này anh em. Nó có mình đổ nhớt vô rồi, nó có cái cốt này mình thọc vô này này. Nó có đầy đủ phụ kiện hết anh em. Mình có cái chốt là vế mình đút vô cái mương này. Rồi, gài vô. Gài vô ha. Rồi. Để tận theo con ốc này anh em, bạn vô thôi. Đây,
không đựng vô. Đó, mình đựng như này thôi anh em ơi. Đấy, đựng vô. Đựng vô tướng ok thôi, nó độ nhất thôi anh em. Đồ xịt 1HB ly sứ. Báo giá cho anh em là 1,7 triệu ba vận chuyển nha anh em. Đó, thì tổng quan không mấy nó đầy đủ như vậy đó anh em. Thì giá nó là ly sứ, quá rẻ luôn anh em ha. Rồi, Quang Thái cũng Quang Thái 5G cũng dừng clip tại đây. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip gần nhất. Bye bye anh em. Bye bye.